mình là Nguyễn Thế Duy, mình là người sáng lập cái vườn ươm nhân B-Training, và hôm nay rất là vui chúng ta sẽ gặp nhau trên cái BTV lại, và chắc chắn là các bạn rất là thường xuyên theo dõi cái chương trình này. Và hôm nay mình rất là vui giới thiệu cho các bạn một cái bạn nữ rất là trẻ, các bạn ta mà đứng với mình nè, và bạn là một cái nữ doanh nhân đến từ miền Tây, Đồng Tháp, và một chút xíu thôi đây là các bạn sẽ biết được những cái bí mật của bạn này, và bạn có động lực cái khát khao nào để bạn ra bạn làm kinh doanh nhé. Và bây giờ em có thể cho mọi người biết họ tên của em là gì, năm nay em bao nhiêu tuổi, và em chọn lên kinh doanh lĩnh vực gì. Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình tên là Võ Thiều Vân, hiện tại đang kinh doanh mảng bánh kẹo. Cơ sở của mình là bánh kẹo Thanh Tiết, cái mảng bánh trung thu, bánh quy và các loại bánh kẹo khác. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, bạn này còn rất là trẻ. Và em đã ra kinh doanh bao lâu rồi? Em tham gia kinh doanh, nói chung là có một cái máu kinh doanh từ nhỏ. Cái máu nó như thế nào? Kiểu như là gia đình, bởi vì gia đình có truyền thống kinh doanh, bởi vậy giống như là được ba mẹ truyền cái máu đó từ nhỏ. Thích từ nhỏ. Rồi em bắt đầu cụ thể chính thức vào kinh doanh là thời điểm nào? Em bắt đầu tham gia vào cách đây 3 năm. 3 năm? Dạ. Là lúc năm đó mới có bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 tuổi thôi các bạn thấy chưa? Bây giờ đã có 3 năm kinh nghiệm rồi. Thì trong 3 năm kinh doanh này em học hỏi được những cái gì? Qua 3 năm này thì em học hỏi được nhiều thứ, và trong đó có những cái va chạm trực tiếp với những khách hàng. Cụ thể một cái câu chuyện gì mà em cảm giác là em rất là thú vị, hoặc là em rất là nhức đầu, hay là cái khách hàng nào cho em cái bài học thú vị nhất, em có thể kể cái câu chuyện đó? Dạ được. Cái câu chuyện mà thú vị nhất của em á là khi tiếp xúc với một khách hàng khó tính, cực kỳ khó tính. Khi mà giao hàng cho họ thì họ nhận hàng, và cái họ nhận hàng rồi họ cứ bảo là để nó đi rồi nợ cái đó đó. Cứ không, họ không có đề cập tới cái việc mà trả cái đơn tiền. Hàng này bao nhiêu tiền. Họ cứ bảo là rồi để đó. Cái chiều em mang hóa đơn ra, cái họ cứ bảo là em ngồi đợi tí. Cái bữa sau ngồi đợi tí, mà bởi vì lâu quá thì mình phải đi về. Đi về thì, nhưng mà từ những cái lần như vậy á, em cải thiện được cái tính kiên nhẫn. Và từ những cái lần mà em tiếp xúc với những cái khách hàng đó, em lại càng kiên nhẫn hơn. Vậy là hóa ra khách hàng khó tính làm cho em kiên nhẫn hơn. Dạ đúng rồi. Các bạn thấy chưa? Nhiều người thấy khách hàng khó tính là bực bỏ, nhưng mà cái này là khách hàng khó tính chúng ta càng kiên nhẫn hơn. Tuyệt vời. Vậy thì trong 3 năm ra kinh doanh đó, em thấy em có thỏa chí cái đam mê của em chưa? Dạ chưa, bởi vì nó gặp rất là nhiều khó khăn, mà em phát hiện là em không có đủ bản lĩnh để mà xử lý những cái khó khăn đó. Vậy thì em làm gì để em giải quyết cái vấn đề đó? Em phát hiện là em còn thiếu rất là nhiều kỹ năng, và em phải đi tìm một cái gì đó để bổ sung những kỹ năng đó cho em. Bằng cách nào? Chỉ có học thôi. Chỉ có học thôi. Làm sao mà em biết tới B-Training hay vậy? Qua một người bạn tặng một quyển sách vượt biển lớn cho em. Sau đó em đọc quyển sách đó, thì em cảm nhận là cái khát khao của thầy, của tác giả Nguyễn Thế Duy trong sách đó, truyền cho em một cái gì đó nó cuốn hút, kiểu như em cuốn hút. Rồi cái em mới tìm đến cái fanpage Nguyễn Thế Duy. Và sau đó em xem những cái livestream của thầy Nguyễn Thế Duy á, và cảm thấy có cái gì đó nó đặc biệt. Rồi lúc đó em mới mua song song thêm một cuốn nữa, đó là cái cuốn Mỗi Ngày Một Chút. Em đọc cuốn đó, sau khi đọc xong cuốn đó em quyết định là đăng ký cái khóa học của thầy. Cái động lực nào mà làm cho em mà từ dưới Đồng Tháp mà chạy về Sài Gòn học? Đó là cái khoảng cách rất là xa xôi, mà mỗi lần lên học là phải ở trọ, thuê mướn khách sạn, rồi ngày mai em phải về dưới. Cái động lực nào? Bởi vì muốn cơ sở bánh kẹo Thanh Tiết của em phát triển thì chỉ có học, và học thì mới phát triển thôi. Còn nếu không thì nó nhỏ, mãi nhỏ. Các bạn thấy một cái cô bé mà năm nay mới có 24 tuổi mà các bạn thấy có một cái khát khao tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì mọi người á mà họ muốn tìm hiểu tới tâm khí của em thì họ phải làm sao? Các bạn muốn tìm hiểu bánh kẹo Thanh Tiết thì các bạn liên hệ trực tiếp website banhkẹothanhtiet.com hoặc là fanpage Bánh Trung Thu Thanh Tiết. Còn địa chỉ của em ở đâu? Em đọc cho mọi người biết đi. Địa chỉ cơ xưởng sản xuất của mình luôn, đó là 303/15 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại? Số điện thoại bàn là 02773 883 068. Ok, rất là tuyệt vời.
À, các bạn đã có cái thông tin về cơ sở bánh kẹo Thanh Khiết rồi. Và cái mục tiêu, cái ước mơ của em trong 3 năm nữa, 5 năm nữa là gì? Mục tiêu của em là trong 3 năm nữa, 5 năm nữa là phải làm cho toàn tỉnh Đồng Tháp biết đến cái bánh kẹo Thanh Tiết. Ngoài ra vươn lên các tỉnh khác nữa. Nhưng mà đặc biệt là em khao khát thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Khao khát, tại sao phải khao khát thị trường thành phố Hồ Chí Minh này? Bởi vì thị trường thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường rất là tiềm năng. Rất là nhiều con người ở trên đây. Quá nhiều con người. Chỉ cần mỗi một người mà cầm một chiếc bánh của em thôi là đủ sống rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Hơn 14 triệu người, mỗi người cầm một cái chiếc bánh là đủ sống rồi. Vậy thì cái thời gian mà em tham gia những cái khóa của Bidin này, nó giúp cho em vỡ ra và em lớn lên, nó góp phần cho cái việc hoàn thiện trong kinh doanh của em không? Dạ có. Cụ thể em có thể kể. Đến hiện tại thời điểm bây giờ thì em đã trải qua được 4 lớp của Bi. Và qua 4 lớp này á thì em cải thiện được, mỗi một lớp nó cho em một cái bài học và về cải thiện được. Hiện tại bây giờ là có nhiều đơn hàng hơn, có nhiều khách hàng hơn. Và lúc trước như vừa nãy á, có một cái lớp đàm phán thì trước đây á là khách hàng cứ inbox hỏi giá, hỏi giá xong rồi mình bảo cái bánh đó hả bạn 200 nha, rồi xong mất tích luôn, không liên hệ nữa. Và bây giờ em phát hiện ra là những kỹ năng đó mình phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì để mà thuyết phục được khách hàng nó mua. Tuyệt vời. Ok chưa? Chị thì cái mùa bánh trung thu này các bạn à, bạn mang cái bánh trung thu này nè, ở dưới Đồng Tháp nè, là bạn tặng mình các bạn không? Cái bánh trung thu rất là tuyệt vời, rất là ngon. Các bạn thấy chưa? Thì ngay bây giờ mà các bạn nằm mà xem trên YouTube đúng không? Các bạn biết thì các bạn có thể liên hệ bạn Thanh Khiết và các bạn sẽ gặp trực tiếp bạn và các bạn sẽ tư vấn cho các bạn. Và các bạn ở các khu vực, vùng miền khác nhau mà các bạn có dịp muốn làm đại lý, muốn lấy bánh cho bạn thì các bạn cứ liên hệ. Alo, số điện thoại bạn có rồi. Và lên website để chúng ta cùng nhau liên hệ. Một cái lời cuối mà bạn gửi cho khách hàng, cho đối tác của bạn hoặc là cho những người xem video này là bạn muốn gửi cái gì? Điều cuối cùng mà em muốn gửi đến tất cả mọi người và những cái khách hàng mà mua bánh, không những là riêng em, riêng cái cơ sở của em, doanh nghiệp của em, mà những doanh nghiệp khác, thì các bạn nên chọn những cái cơ sở uy tín và cầm trên tay một chiếc bánh thì mình phải biết rõ trong đó nó là cái gì, mà nó chứa những cái gì, nó có rõ nguồn gốc hay không. Tuyệt vời. Vậy thì khi mà bạn xem này mà bạn biết về cơ sở bánh kẹo Thanh Khiết thì hơn ai hết các bạn phải vào website, lên Google search và các bạn vào để bạn tương tác với bạn sâu hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video này và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những cái bạn doanh nhân khác tuyệt vời ở những đoạn video khác. Bye bye các bạn.